Hello mọi người, hôm nay mời mọi người cùng vào bếp với Halina. Mình làm món chân gà nướng sa tế nha. Ở đây là hai vị chân gà tươi Halina vừa mới mua. Mọi người thấy chân gà này có mập không nè? Rất là mập phải không? Chân gà mập này mình nướng ăn mới nhiều thịt. Và bây giờ mình cùng đi sơ chế chân gà nha.
người đã xem video hôm nay của Halina. Hẹn gặp mọi người vào video lần sau. Bye bye.